Con này mới khủng hơn nè. Con này mới khủng hơn nè. Con này khủng hơn nè. Con này khủng hơn nè. Cái lóc kìa. Giờ mình đưa lên một cái ha. Đưa lên à. Con không? Đưa lên. Rồi. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Cù Lao Nhãn nha. Thì hiện tại là giờ này cũng tầm khoảng 8 giờ sáng rồi chú anh chị. Hôm nay thì nước cũng xây lại sát chát sáng nên là hôm nay thì gia đình mình sẽ rút nước ra để sạn lại cái ao của chú anh chị. Sạn lại cái ao để mình dời cá ra rồi mướn người ta nhấn đất thùng của chú anh chị để cho cái ao nó sâu hơn, tại vì cái ao mình nó cũng hơi cạn. Chào cả nhà. Chào ông nói qua hai mẹ. Cái dèo này mẹ đi lấy cái dèo đặng mà cắm bốn gốc đặng mình thả cá vô dèo. Bắt đầu mình dở cái bọng nó ra ha. Không, cái bọng ở dưới đây nè. Ừ. Cái bọng đáy ở dưới. Ủa, hả? Không vậy. Hả? Ở cái này là cái miếng này. Ở dưới đây có cái bọng nữa. Cái này á thì mình làm cái hầm mình có cái bọng đáy ở dưới cả nhà. Rồi có bắt đầu mình rút cái sảm bằng bó lá. Dạ. Khi nào mình muốn chắc hầm để mình cải tạo ao lại thì mình rút cái bó lá này ra là nước nó vượt cạn. Dạ. Chà, ông cha ông xám ông cầm cái cây gì nè. Ừ, cầm cây vậy đó mới chắc. Cha nó làm chắc anh đó. Xám gì nữa đó. Đó. Wow. Xám tới bây giờ mà lá vẫn còn tươi xanh nè. Lá anh dưới mưa thì nó tươi vậy hoài đó con. Anh Thành với con cá là gì? Con cá mẹ. Con cá nó chạy đi vô mưa nha. Con cá ngon. Vậy là con cá nó vô mưa ngon vượt lên rồi đúng chưa? Đúng Thành nó vượt xuống cho sâu sâu trước chặn ha. Làm cái dèo cá để giữ nước lại. Bây giờ thì mình tát cũng cạn rồi cô chú anh chị. Cá trên nó cũng chạy quá trời chạy à. Nhưng mà không có sát nước được. Dạ. Sâu ngay chỗ này à mẹ, trên đầu kia. Chuyến này mình gán bắt cho hết cá xong rồi mình nhấn đất thùng lại, mướn người ta nhấn đất thùng lại cô chú anh chị. Xuống là mình xuống ở cái đầu voi này ha. Đây nè, đây đó. Khủng lồ nghe thấy chưa ơi. Ấy dạ. Nói con cá lóc mượn rồi. Luôn coi chừng ngồi trên cái lóc kia nha. Trên cái lóc con sâu à. Chắc nhà bữa kia anh ơi em bắt được cái lóc bự lắm. Cái lóc của em bự lắm. Cái lóc của em bự dữ vậy đó hả? Cái ông bên kia đâu? Thứ hai thì chịu trách nhiệm thả cá qua dèo bên kia. À, trách nhiệm này cũng nặng nề đó. Ơi, Dinh Trang. Thấy ơi. Ê, đụng cái đuôi nè. Em cầm rồi, em cầm rồi. Rồi, vụt. Tăng. Ai dính là của người đó nha. Con cái đó bà con lông bự đó. Con nó bự. Nó bự cái gì coi. Phải không? Nó bự lắm mà. Cái con cầm tay không hết á. Bà cô cầm không hết luôn á. Ôi ơi. Quá trời cái lóc rồi. Dính đi. Thôi, ở trong cổng lóc cái gì kìa nó sao? Quá trời cái lóc rồi.
cái rồi nè sư. Không thua gì cá ở dưới bữa hổm mình bắt nha. Cá lóc ôi xô bự thì thế bà con. Còn con nữa đó sư ơi. Con kia mới chạy ra ngoài đó bà con. Nó chạy ra ngoài đó nó về nè. Bây giờ chủ yếu mình bắt cá kia mình thả xuống đi. Ê, 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 ông ơi. Hả? Ông ơi, cá lóc. Dĩ hả? Ê, 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 ê. Đầy miệng luôn. Chạy qua sáng là giờ ăn cái sụn luôn đó. Không phải quấn gì dữ vậy ta. Vậy mà nó trao. Con đang nấu sình nhục lên. Hết đường luôn rồi. Hết đường luôn rồi. Ra ngoài kêu ra ngoài rồi, ra ngoài. Ra ngoài được. Ở đây là đâu ra được. Cầm cá bắt bắt cái gì? Sao mà ra được? Chạy qua ba lần nữa. Nặng liền. Qua ông chợ mát đi cho mình bắt cá cho khỏe. Trời này muốn mưa rồi, đêm hôm sắm tốt. Chạy xuyên qua bà con luôn rồi. Không này nè. Nó chạy xuyên qua màn đêm. Cái lóc bự mà. Nó chạy xuyên qua màn đêm luôn rồi. Nghe đây nốt, nghe đây nốt. Rồi chặn nó đi nha. Nó ở đâu? Rồi mất nữa rồi. Ủa nó cuối hay gì trời? Đó, nó kệ đi. Con nó nhỏ. Vô. Vô vô vô. Mấy cái hai dục cụ sình ra mãi thôi hả? Mở rộng nha. Cái này đông chứ mình nên bắt không được á. Nên á. Ơ dạ. Con gà sao rồi? Con cá dẫn. Cá dẫn, cá dẫn là cái này. Cá dẫn sao rồi này? Cá dẫn bỏ dùng cái đấy đi để. Cái gì đó? Cá phi. Áo lại xuôi. Cá phi. Ngon quá ha. Cá phi thì mình gặm vô dèo đi. Còn cá lóc đây nè. Nặng quá, nặng nặng quá tình. Ai da. Ai da. Nó tội vô sườn. Dưới làm sao? Thấy không? Tại sao còn con cá lóc nữa? Vui vô mình con. Ê, nó lội, nó lội lên lên. Cô hai đụng nó rồi nhẹ nhẹ cái đầu của cô hai nhặn ảnh xuống sình luôn. Lấy người ta bệnh ta đâu. Được rồi hả? Được rồi. Nó tông sình. Tông như bê sườn, chịu gì nổi. Cá bự không phải cá bự không con? Không nha, cái này cũng vừa vừa con coi à. Chứ mà đụng cá bự lắm. Là còn con bự nữa. Cái gì đây? Làm tâm. Làm tâm cách chốt. Cái gì nó chuối làm đó. Ôi, bốn con cá lóc nữa nha. Con gặm trong dẹo của con cá phi nè. Con nữa xuống ơi, còn cá lóc nữa xuống ơi. Còn. Bởi vì nó còn con cá lóc bự nữa. Con cá lóc bự. Nó đậu nó con ơi. Cá rồi đó. Ai đó ai gặm. Nó không còn con cá lóc bự nữa. Dọn cái gì. Để lội ra sau lưng của hai rồi. Để lội lên bước ra đây. Ở đây còn cá lóc bự rồi tiếp hả nè. Ồ. Dưới nè. Ây à. Rồi nó chơi với sâu rồi. Cá lóc cắn cá lóc sâu rồi. Rồi cá lóc đụng với cá lóc rồi. Nó cắn luôn rồi. Cắn cục rồi. Được không sâu? Được được được. Lôi nha. Ây ồ. Trả lời sự bình yên. Ủa trời sạch sâu ơi. Được. Ngay chốc luôn. Trời đất ơi. Ngay chốc luôn. 2, 4, 5, được 5 cá lóc rồi. 5 con ha. 5 con. Ừ. 5 con mà 1 dèo á. Con cá đảnh. Con cá phi, cá phi. Ủa cá tai tượng. Cá tai tượng. Cá tai tượng. Ôi, kìa. Như đến đây kìa. Tai tượng của mình đó. Đó, đó. Đây nè. Đó, đó, đó vô. Cá tai tượng mình á. Cá tai tượng mình được cái lớn nha, có chứ. Cá tai tượng luôn. Nó vô cái gọng gốc rồi. Thả như cá sạc gần vậy trời. Cái nhà nuôi phải thả lớn nha. Thả là thả vô đây đi gần chút còn mình đi thả. Thả sao? Thả đi thả luôn. Lấy lại hai ba cái thùng lại luôn đi sư ơi. Được bay lớn rồi đó ha. Được lớn nè.
cái ta tượng á. Cái nhà mình nuôi nó có mấy tháng rồi được. Cái này không biết tới nào mới có chiên sù gói rau nữa. Trời ơi chịu mấy hồi chiên này phải làm lại cái hầm rồi nó mau lớn cho con coi. Hổi luôn. Lóc chúa. Dẫn dẫn luôn. Dạ. Nó căng nha, chạy. Ngại nhất trước nó cái Cá chim là gọi mình kéo nhiều lắm mà. Ở trên đây nhiều lắm. Nó dồn lên trên hết rồi. Kể đi mình dồn lên, mình mắc giống cá lóc vậy đó. Ờ, ở ông nè con. Thấy không thương? Dạ thấy. Ồ, ở ông quá trời thấy ngon luôn hả con. Hai dạ. Hai ổ. Ồ, cục mật chăn khẽ luôn nha. Mà động là có chừng nó hút mật đi đó. Ổ bên kia cũng nữa. Ủa, xe bự đó. Ồ. Cái cục nó văng vô mắt mẹ nó cái này còn nước đỡ hơn cái đè của anh Nghĩa. Đè anh Nghĩa bởi ít nước cái văng quá trời. Ủa, cá lóc bự đâu ta? Có cá lóc bự đó. Chú đâu rồi ta? Mình bắt nhãn rồi. Mình tới mười mấy con cá lóc rồi mà. Ê, ấy, ấy, ấy. Ôi, nhảy kìa. Ô, ô. Trời ơi, bà cô, cái này. Hay quá. Ngay. Ngay chỗ con luôn mà. Con... Giờ nó chuối hay nghe không? Rồi. Rồi, rồi, sao lưng cà nạnh. Lên. Đây, gọi đây. Rồi, cái này là con tính tới cuối cùng là ai nhất. Làm tính là dính rồi. Thôi con tính rồi, rồi cuối cùng là ai dính. Ai về đốt dính luôn. Dính nè, dính con nữa nè. Dính con chà má luôn nè. Con nó bự nha. Con nó bự rồi. Con nó hầm măng. Hầm măng. Cái lóc hầm măng nè. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ấy da. Dạ. Rồi. Nó chạy lên luôn rồi. Cái lóc cắn tươi luôn. Qua chuẩn bị rồi. Trên nó quá trời luôn kìa. Nó bay lên đó, bay lên nó bay dữ rồi nè. Ủa trên tay nhóc luôn nè. Nhìn cái chim nó trời. Nãy giờ mình kia dính cái chim nè. Cái chim nó khùng rồi nó dồn lên đây coi. Trời dính nè. Mình kéo vào nào cũng dồn nó nha. Giờ không tính không cắn hết. Ôi chạy tới cua rồi. Chạy tới lãng rồi kìa. Ê, 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 con hài bị thấm rồi. Ê, lướt cái đầu. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa cá chim ở đây nhóc luôn rồi chứ thôi. Quá rồi kìa. Trời ơi cái giòn hai. Nạt nha sâu ơi. Bà cô nói chắc ai có trời rồi bà cô nói thế thôi. Sâu rồi con chạy đi thả luôn đi thôi. Thôi dọn chứ hai kìa. Ham quá chứ hai nhảy xuống dưới sao. Tính cho chứ hai đi thả cá. Chạy thấy ma luôn. Hai giả bộ. Ủa đây nhóc luôn. Cá nó già quá nó chết. Hả? Cá nó già quá nó chết nè. Còn cái mang. Bắt cái lại rồi. Trời ơi. Đi đi đi. Trời ơi. 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 Con này mới giữ nè. Ai, tao dính đây. Tao dính là nó vô cái bẫy của tao rồi. Hai con hai tay luôn thì sao mà bắt? Cái đó, đây con. Con này mới khủng hơn nè. Con này mới khủng hơn nè. Con này khủng hơn nè. Con này khủng hơn nè. Con cá lóc kìa. Giờ mình đưa lên một cái ha. Đưa lên nè. Con không? Đưa lên.
nha, trời ơi, xịn quá à. Vòng vòng lại đi mấy cá. Đợi đâu, đợi lấy hơn luôn mà dương khổ luôn rồi cá. Ra đây nè. Ủa, con cá này có cả một trời. Ủa, con cá gì vậy con? Cá dầu đếm hay vậy thằng ơi. Cá này có 1 kg nha. Con cá này nó bự nè. Nè nó chạy cái sao đó con kìa xu. Ờ, đi đi. Cái bao luôn. Không đường à. Nó chui vô quần em, nó cắn em bây giờ. Chạy đi thả cái đi lại đi. Thấy cái đường à. Thành nó thấy đường. Trời chứ hai giặt đồ quá chứ. Cái thùng đó rồi. Trời ơi. Cô hai chụp đàng hoàng cô hai ơi. Kỳ kỹ chứ cái ngậm nó giống như chế. Quá trời rồi. Trời ơi nhớ cái chảy kìa. Ôi con cá chim kìa. Đưa cái thùng lại cho chế kìa. Ủa con. Ủa con. Ủa con. Ủa con. Ủa con. Ủa con. Ủa con cá bự cỡ 1 kg rưỡi mà. Ừ. Con hai đừng có đứng lên đó nghe, con hai gái có dọn không kìa. Dụng hả anh? Đây, kè kè không. Không nè. Cái hai này cả. Cá dồi để riêng mấy giờ. Đó, đừng có cá đó. Ây da. Ừ. Trời ơi, trời ơi. Đập vô mình mà nghe bóp bóp vậy. Gì vậy? À, nhìn mặt người nào người nấy kìa. Trời ơi, vẫn là anh thằng kìa. Uống miệng luôn. Ê, con cá môi trời. Nó môi trời hả? Nè, sao phải không? Nè, con có chứ hai môi trời kìa. Nè, môi trời nè. Cá của chứ hai môi trời được. Con hỏi vậy? Nè, môi trời. Sao lạ vậy? Ủa, sao con cá con xấu vậy hả? Con miếng không được. Thả chiến đi. Không. Sâu đi đi sâu. Thả cá vô cái. Chứ hai cầm được cái cầm hoài luôn kìa. Dữ lắm vậy sao ta? Dữ lắm chị nằm im này nè. Ôi. Đi thêm sâu nữa mới được. Thôi để mẹ đi đấy. Ơ không có vô. Trời ơi sao vô vậy cha. Mẹ trời chế. Chứ giờ em nằm dưới đây nè. Hình như có con cá dầu đếm nó đang bơi kìa. Mình quyết tâm mình cải tạo mấy cái ao này lại để mình thả cá lại coi chứ anh chị. Tại vì cá của mình thì mỗi ngày nó một nhiều nhưng mà cái ao của mình thì sình đó. Dạ. Nó bị cạn quá trời cho nên là chuyến này quyết tâm cải tạo lại để cho cái ao nó sâu hơn, rộng rãi hơn. Quá trời luôn chứ ơi, chắc cái này mình phải nhanh nhanh lên chứ ơi. Cá phi con bự bự không? Cá chim nó nổi lên quá trời luôn. Đây, thả đi thôi, mẹ thôi, thôi xuống rồi mẹ ở đây mình thả được. Cái này đi như đi lụm cá vậy. Như đi lụm cá. Bỏ chung một thùng đi mẹ chạy đi trước cái. Dạ. Quá. Ôi mấy con cá chim này sao giờ cũng bự hết trơn rồi lắm. Cá chim dễ nuôi nha. Trong đó còn cá lóc nữa nè. Đây hả bạn? Mẹ thấy nãy nó xuống đó. Coi chừng nó nạt ra anh ơi. Coi nè cả nhà ơi, nhìn sâu cá nè. Quá trời luôn. Con nào con nấy hết rồi. Giòn xu mẹ nó cá lóc bự. Quá à. Con cá lóc nhiều không? Trời ơi. Nó nặng quá. Con chụp cái trời. Quay vô rồi cái đó kìa. Dạ. Em nhìn thấy không? Dạ thấy. Đang nằm 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 tắm nắng luôn à. Đang nằm tắm nắng luôn. Không phải rồi, nó ở trong cái bọc chỗ này nè. Vậy hả? Cô mới giục lên á. Wow, trời ơi nằm kìa. Nằm chỗ này im quá trời im luôn. Ôi ngon. Đó. Cá lóc nhiều quá ha. Bởi vậy cá lóc nhiều. Lóc phần đó, phần đó. Cá lóc nhỏ. Vậy mình bắt con này vô coi. Rồi. Ừ. Nó vô mắt quá trời luôn rồi. Dính cá lóc nhỏ chưa? Dạ chưa. Nó vô giống nhà con gì vậy? Đó. Đấy.
Còn chút đỉnh mình chưa lại gì mà. Chưa lại đại đi rồi nữa rồi mình xả nhiều quá thì giáp đất nó chết. Trời. Lại đâu? Hồi nãy coi chừng con cá lóc này nó táp con cá lóc con su nó bị chúng độc nè. Dạ. Con dở lên đó. Đúng rồi đó. Dở lên dễ ta. Ồ cá lóc này nãy nó táp cá lóc con su bị chúng độc nè thằng này. Nhớ lên cái hả? Sao nó. Ôi còn đây ngậm con nữa nè không anh. Rồi con này là hồi nãy cô hai trắng chỏ đó nè giống đâu chưa? Cô hai mày chứ. Nè cái con mà cô hai trắng chỏ rồi. Cô hai dùng cá công lực cho trắng chỏ cá. Hết lớp rồi coi. Con bình ra giùm chú rồi. Quá trời, cái bắt được ủa nhiêu 12 con mà bắt được 11 con hả? À, dạ. 11 con chứ. 11 con bắt được. Cái gì con? Con. Cái này bên đây làm gì đây cả nhà? Cá lóc kho tiêu nấu canh chua đi. Canh chua hả? Cái này làm như phái canh chua vậy ta. Đúng rồi, canh chua. Canh chua nóng này mình ăn canh chua chua chua. Đúng rồi. Canh chua. Thôi anh nhờ em chuyện thôi. Em lấy điện thoại em điện ông cậu xuống cho ông cậu ăn cơm rồi. Đi rồi hả? Em điện thoại. Giờ mình bắt đầu làm cá, Thành cũng xin đủ đi tắm rồi trên kia. Rồi cũng mới xuống tới rồi trên kia. Sâu hả con? Ừ, cậu không có mắt ghê không? Phải không cậu? Cái này là ông cậu kêu là dạch lá tìm sâu nè. Hai con cá này mình không làm hồi cũng không được nữa cưng ơi. Dạ. Nó bị ngợp á. Nó bị ngợp. Giờ dạ, hai anh em đi chợ đi chứ. Mua có đồ không? Không có đồ đi. Không có đồ thì đi bến bạ luôn đi. Trời ơi, khóm quá trời bự luôn ha. Ừ. Chứ khóm đâu Thành. Cái khóm bự nè. Quá trời bự luôn. Không gan tay mình luôn á. Cá này một ít mình sẽ kho tiêu hả mẹ. Ừ. Còn một ít thì mình sẽ nấu canh chua. Nấu canh chua. Dạ. Mà mấy đứa nhỏ nó thích ăn kho hơn. Đúng rồi đó. Đó. Kho tiêu. Còn cái kho mà cho nó ngọt ngọt hay mà. Canh canh chua là phải ăn nước rồi, chan nước ăn cá kho. Lấy này ra thôi. Mà cái này có nước cơm ăn cũng ngon nữa. Cái bữa đó là mình đi đồng đó Thành. Dạ. Đi bắt cá là cha con kiếp á. Dạ. Cái có cô chú comment nói sao mình làm cá không làm hết nướng hết đi mà để chừa lại rồi sợ không đủ ăn mình ăn còn dư bữa đó mình ăn dư hả. Dạ. Tại vì hai cá nó bự quá mình sợ làm nhiều hết ăn không hết bỏ phí. Dạ đúng rồi à, mình làm vừa ăn hoặc thiếu một xíu vậy đó mà ăn nó ngon. Dạ. Mà bữa đó quá ủng là ăn hết luôn á cá lóc đồng công nhận nó con nó bữa mấy cá nó thịt nó mà nó sớ sớ luôn á cậu. Lâu lâu mới có được 1-2 năm vậy mới có được làm gì cả 3 giờ dễ gì có cá vậy. Gọng được 2-3 ngày cái bụi gục nó ha. Thôi ơi. Thứ gì chưa nói. Cô chú anh chị uống cà phê luôn cô chú anh chị ơi. Trưa này làm đi cà phê này là tỉnh liền. Bữa nay mình lấy nước mắm của cô chi cho mình đi cho ngồi thiệt là ngon. Đi mua gạo với xu tới đâu? Cái móng tay. Tới nhà của cô gì? Cô Hạnh hả? Chưa ta nó cự nhớ nói vụ đó nha. Cái ông nội thì ông mình thợ á. Đồ con sắc sảo lắm, bén lắm. Cái mấy học đám học mấy ông đó. Cái ông nói chưa bây giờ ở đây thì không ai mà làm thước bản mà khéo đâu chỉ có mà khỏe nè rồi em Hữu nè em Mau nè em nào đăng ký ra làm mà thước bản em Mau đứng lên giơ tay lên con em con làm cái làm cái chút lá rồi đem qua ha đem qua cái ông Lân ông kêu mày xè tay lên xè tay quýnh một cái cháp trời ơi nó la mày ơi la bên nhà ông nội đó ông cưng lắm nó nào nghe đi ông nội ông chạy qua ông hỏi cái gì vậy ông thầy ơi cứ quýnh con ông kêu qua làm cái thước rồi quýnh nào nghe ông tự rồi đó ông khôn lắm qua ông nảy ông nói nó thử mà nó thử mạnh tay quá nhớ hoài chị cười nó ra một cái này thấy như là cái tổ mẹ có không cậu học được tới lớp mấy không cậu lớp hồi đó không có tới ấy là mà gọi là lớp gì vậy chứ không hả họ chưa được lớp nhất mới nửa năm lớp nhất nghỉ rồi lớp mà lớp là lớp 5 bây giờ đó dạ
Hồi đó thì nó đi ngược, cũng như lớp 1, rồi lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 bây giờ ha. Còn hồi đó thì lớp 5, rồi lớp 4, rồi lớp 3, rồi lớp 2, lớp nhất. Dạ. Ở đó học gắn hết lớp nhất là ngon rồi. Mà hồi xưa nhầm người không biết chữ nữa không cả. Hồi đó học vậy là ngon rồi đó, chứ hồi đó bị gì cũng như nói nào nghe đi. Không có điều kiện học. Này mình nấu quá, nghe nghe coi chuyện gì. Thì mình mới dầm được. Nhà mình mà tới mùa là bắt đầu mùa me là mua dự trữ mấy ký lô vậy đó Thành. Cái mình để tủ lạnh mình ăn dần. Cá kho này kho cho sắc lại nha mẹ. Ừ. Thầy cá mình được rồi, con cho củ hành vô luôn hay mẹ. Bữa nào mình không có hành lá mình cho củ hành đi con. Dạ. Có thấm mỡ hết luôn đi. Ừ. Ăn dần dần nha. Dạ. Mấy tháng đó Thành. Ngon lắm á. Mà nhất là tép mỡ mà kho rồi còn để lên mặt nó giòn giòn nha. Ồ, nó béo béo nha. Thấy mẹ con cho tép mỡ vô thấy nè. Con cho vô đi. Ủa Thành sao? Ủa Thành chút về phe con. Phe con thì con chừa cho con miếng. Về đội. Về đội. Ngon lắm. Đói bụng quá rồi con ơi. Đói bụng quá. Hôm bữa tính đâu là cái dèo cá đi ra ngoài hết rồi không gầy cũng gạo hụt. Bữa nay bắt lại được còn chừa lại con thôi là thấy là vững bụng rồi hả mẹ. Cá mà con thả về nó ăn tiêu nhiên vậy đó rồi nó dễ khách không? Dạ. Bắt sạch sẽ luôn. Không có nè. Không mà nóng quá. Con ngồi xa xa ăn chút. Ông cậu sáng ăn sáng gì vậy ông cậu? Cậu sáng đủ đủ với cơm với nước tương. Trời đủ vậy. Cái tính của ông cậu cô chú anh chị là ví dụ như ăn đủ đủ phải không, là ăn kiền mỗi ngày luôn, ăn chừng cỡ 10 bữa nửa tháng vậy đó là ăn hoài luôn. Rồi nhầm đợt ăn sơ ghi là cũng ăn kiền chừng nửa tháng vậy đó, ăn hoài mỗi ngày vậy đó. Dạ. Ăn cái gì là phải ăn hoài hoài tới luôn. Mà ăn đủ vừa thấy nó được. Nó tốt cho đường tiêu hóa hay rồi. Không, cái bụng không có no. Dạ. Còn ăn cái gì này vô bụng nó no mà ăn đủ bụng. Nãy giờ gia đình mình cũng chuẩn bị xong bữa cơm rồi, cho cũng mời tôi chú anh chị dùng bữa luôn nha. Mời cả nhà dùng cơm. Cả nhà dùng cơm. Nãy thấy nóng quá chứ không thôi ngủ anh xuống cho anh bắt cá. Yeah. Quá trời luôn. Hồi sớm cá thấy hàm mà thấy nắng quá. Hồi sớm con cũng tính rủ ông cậu xuống chơi mà cậu coi chơi chứ dễ dùng cậu á. Mà hồi đợt rồi mình tát hàm bên đây nè, ông cậu cũng chạy suốt luôn, bởi vậy con sợ xuống thấy đứng ngồi không yên rồi mất công nữa. Dạ em cậu luôn cậu như là nhỏ như xu dạ. Mới vừa ăn cái tóp mỡ. Quá ngon. Quá ngon. Ngon như mình đã nỗ lực. Cái canh nhìn vô vườn cái rừng lỗ luôn. Ăn cá lóc này ngon lắm nè anh Hai. Con thấy cái gì vậy? Hồi nãy con cá lóc á, nó cắn con cá lóc của con á. Mình cắn lóc xỉu luôn. Có đâu, nó đâu. Nó đó. Nó đó. Không, nhém dính rồi. Cá lóc này ngon lắm nè. Kỳ vậy ta. Có cá lóc của Su giống đó. Coi chừng ai ăn ruột rồi, coi chừng có đó. Nó đâu. Cá lóc là thành thánh đó. Rồi gãy nước mắt ăn rồi. Cá lóc này ngon hay là tối nay ngủ nghiêng ngặt luôn. Dạ hai ruột đây luôn nè. Em mà gấp miếng cá để ra dĩa này mình để qua cho ông cậu ăn. Có một khứa thịt. Gấp khứa thịt để qua cho ông cậu. Cá kinh chua chấm ớt ăn cũng ngon không? Cũng được nữa, cái đuôi cũng được. Khứa đó ngon đó. Cá lóc này là ăn ngon rồi đó anh Hai. Có ăn rau không? Gấp ra. Rau không gấp để ra luôn. Cá lóc đồng của mình nó ngon rồi. Mình thả hôm gầy cũng có cả tháng rồi đó. Cá mà nuôi thả lại mình giá khách. Dạ. Hơn nha. Tháng mấy là tháng? Dạ. Bà men cá lóc mình thả không biết bà nào đâu không biết. Cái hầm này là thả nhiều lắm nè. Dạ. Cái hầm này thả cũng mấy chục con. Mấy chục con. Mình tắm con dạ. Là thả mấy nhiêu mà nó. Trời ơi, thả mình, nó đi à. Nữa mình tát cái ao này nè. Anh biết sao không? Tại vì mình thả nước nó lên tới mé lé đé hết trơn rồi. Rồi cá lóc. Dễ lóc lắm. Em thấy là có nhầm lúc nó lóc lên bờ luôn. Mình thấy thì mình phiều nó xuống. Còn mấy thì nó đi luôn.
tới rớt hột mưa này nè mẹ. Nó đi mới giận. Cái nhỏ mà tát cái gì mẹ. Cá nào con ngái mà lớn nè. Cái dưới này nha chứ không phải cái trên. Mưa xuống mà chạy chạy gầm mà nó thấy đi là có đồng gì vậy. Cái dưới. Như cá phi vậy trời gầm quá là nó sợ là chuối tới nó chết luôn, luôn cậu, ngợp luôn. Cá mẹ Vinh cũng vậy ốc, cái nhãn á. Cái nhãn nè. Đợt mình đi ngã nằm đó, mình thấy cá nó chuối nó chết nhấp luôn á. Dạ. Chăn canh chua này ngon. Canh cá, lớp nhiều thịt, thịt nó nhiều. Dễ dạ. Ăn. Dễ ăn hay không? Rau này bỏ vô rồi. Ừ, không nghe tiếng luôn ta. Gì? À, ăn ăn gì? Ăn ngon quá. À. Sao thôi? Dạ ngon. Vừa ngon mà vừa với mấy số ăn lẻo à. Vừa ngon mà vừa nóng nữa là thổi luôn. Bởi vì nãy con hỏi thành rồi sao chị về đổi của con không? Lẻ hay luôn. Cái này gọi là tốc độ hả? Tốc độ. Anh mới em còn ăn cơm nóng chứ mà không ngày còn cơm nóng anh tới tối này nè. Nước cá con cần phải ốc. Con lấy cái miếng cá hả? Nguyên khứa đây thành. Rồi con cắp lên luôn. Không, vậy nó con muốn quét vậy nè. Con biết cá gì mà cái nước nó sạch nhất không thành? Cho, mà cô đó con đó. Có giờ. Đúng, hay nha. Đây được rồi bà cô coi cho con ăn rồi. Dạ. Cá da trơn nữa rồi, cái kho cái nước nó sạch hơn. Ăn đi cậu, ăn cá đi cậu. Ê, ăn cá hả? Này cá quá trời thấy ham cậu. Chạy không kịp luôn, chạy hồi mệt luôn. Thích mở nhóc rồi. Dạ. Ham hơn đặc bắt đề con hết ốc, đề con không có cá lóc nhiều vậy đâu. Đề con còn cá phi thôi. Cá thì... Ồ, cá thác lát mới ngon hết chứ. Không biết ở đây nuôi cá thác lát được không nữa. Được ốc, mà mình phải xám mọi là mới được. Không xám mọi lấy đi hết. Không nhớ nông trường nha, nuôi chắc là có chục tấn. Rồi mấy năm nông trường mà nuôi cá thác lát rồi, ông cậu đi mua cá thác lát. Nuôi vậy mình chả. Vậy cho mẹ làm chả biết nhiều lắm. Nuôi bằng cá giạc đó. Dạ. Cá bự thì nó dính cỡ là người ta bán đi xuất khẩu. Còn cá giạc nó giạc lại mua về làm chả. Ngon. Chả cá nói chung thác lát là nó ngon nhất rồi.